Mình sẽ tạo một cái dự án ngay từ đầu luôn. Trong ổ C, các bạn tạo cho thầy một cái thư mục là code. Trong code, thầy tạo cho thầy một thư mục là Âu Việt. Đến đây kịp không? Hoặc là thầy tạo mới luôn đi ha. Ở trong này, thầy tạo new một cái folder là code new. Enter. Trong code new này chưa có gì cả. Trong này thầy sẽ tạo new một cái folder mới. Âu Việt new. Trong Âu Việt new chưa có gì hết. Mình mở VS Code lên. Trong VS Code này chúng ta không quan tâm đến những cái đang có. Chúng ta chọn File, Open Folder. Hoặc là sau này bạn làm cái workplace là tính sau ha. Mình open folder trước. Sau đó chúng ta sẽ mở lô ổ C, Code New, Old Việt New, Select Folder. Nó hỏi là những cái bài cũ mình có lưu không? Lưu lại. Như vậy trong cái Old Việt New của mình không có gì hết. Đúng không? Mình chưa tạo mà. Mình vô cái dấu cộng chỗ này, các bạn sẽ chọn new folder cho thầy là buổi 4, mình đang là buổi 4. Trong buổi 4 này, các bạn sẽ new tiếp cho thầy một cái file, click chuột phải lên buổi 4 nha, chứ đừng có bấm ở đây nha. Bấm ở đây là coi chừng nó new ở đây đó, nhiều khi nó mình chọn không đúng folder là nó new sai đó. Click chuột phải lên buổi 4. Chọn new một cái file gọi là index.html. Được chưa? Trong này gõ cho thầy HTML5. HTML. Các bạn phải cài cái extension này lên, nó mới tự gợi ý cho mình ha. Rồi. HTML. Sau đó mình sẽ tự cái mình có cái thẻ H1 Enter. Ví dụ để đây Trần Quang Bình. Rồi, thử một cái. Open. Đây, mình có cái thẻ Trần Quang Bình đã được thể hiện ở đây. Tiếp tục. Ở trong buổi 4, các bạn click chuột phải, chọn New Folder, CSS, Enter. Bên trong cái CSS, các bạn click chuột phải, chọn New File. Ví dụ, bạn gõ vô lên là demo.css, Enter. Được chưa? Trong demo CSS này, các bạn chấm cho thầy một cái khối. Mở ngoặc kịp chỗ này không, chấm cho thầy một cái khối mở ngoặc. Khối này của thầy, thầy sẽ cho độ rộng của nó là width, hồi nãy thầy để là 25%, tức là cha của nó bao nhiêu thì nó lấy 25% để nó thể hiện theo cha nó nha, còn không thì mình để cố định là 200 pixel. Độ cao cho là 250 pixel. Kẻ khung là border, dùng cho thầy border kẻ khung 1 pixel. Phải solid là kẻ khung đường đơn nét liền. Và màu của chúng ta chọn gray đi, màu xám. Được chưa? Màu nền kẻ khung, màu nền thôi, màu nền thì tí nữa tính sau. Như vậy mình đang có một cái khối độ rộng, độ cao, border. Bây giờ qua HTML mình sẽ tạo ra cái khối, đúng không nào?
mình cũng có một cái thẻ nữa là thẻ dip. Và ở đây ông, mười, giáo. Và trong cái thẻ dip này các bạn sẽ có một cái class là khối. Như vậy nó dùng được cái khối này chưa? Mình ra đây mình xem. Đây, ông mười giáo chưa dùng được cái khối. Vậy thì muốn dùng được cái khối này thì trên cái phần hit này nè, mình sẽ có một cái thẻ là lin css. Tức là bạn có cái thẻ lin một cái re là style css, cái này là cố định. Hyperlink đến cái reference thì các bạn sẽ đưa cái đường dẫn vô. Chỗ này đường dẫn này là đường dẫn người ta gợi ý thôi. Còn cái đường dẫn chính thức của mình nè, chấm xuyệt, mình thấy thư mục CSS ha, enter, xuyệt tiếp. Đây, file của mình là demo CSS. Thì các bạn gõ vô đây demo CSS, đúng rồi, enter. Lưu lại ha, mình coi kết quả. Đây, kết quả ông mười giáo trước khi lưu. Chỗ này mình sẽ lưu lại, lưu cái file của mình lại, có cái CSS, Ctrl S, lưu. Đây, ông mười giáo đã được kẻ khùng, được không? Mình cập nhật cái file ông mười giáo này tí xíu, cái file style này tí xíu. Ví dụ như mình cho là text align, mình chọn nó là center. Lưu lại một cái, test nó vô trong, được không? Ví dụ mình muốn cái ông mười giáo này cách biên tí xíu, ông mười giáo là con của cái khối này, không? Thì mình chọn là pending, ví dụ 10 pixel, lưu một cái con nhỏ vô, được không? Rồi mình muốn cho cái khối này nó có màu, vậy nó là background colors. Mình cho cái khối này nó có màu hơi vàng mỡ gà đó, đúng chưa? Rồi ví dụ như mình cho cái khối này nó có cái border gradient, ví dụ như là 20 pixel bo góc, được không? Đó, ví dụ như là nó có màu rồi, mình muốn cho nó có box shoulder, mình muốn cho nó có một cái khối inner và inset, ok cũng được đi. Mình sẽ cho cái màu của nó là brown. Có sâu rồi, mình cho chỗ này là 2 pixel 2 10 10 pixel, chưa thấy rõ lắm đúng không? Sâu rồi pixel. Strap margin outside. Strap margin shoulder. Rồi, mình có thể đẩy cái margin cho nó, cách cha của nó. Margin cách cha 15 pixel. Được chưa? Rồi các bạn làm thử lại chỗ này giúp thầy coi. Rồi như vậy là bạn có thể là tạo được cái khối cho mình nó có cái vùng biên ha. Rồi mình sẽ cho một cái nữa là plot. Lot left
Bây giờ mình sẽ tạo nhiều khối bên này. Rồi, đó. Và nó sẽ tạo ra nhiều khối cho mình ha. Tạo ra nhiều khối. Ví dụ khối của bạn ở đây là sản phẩm chẳng hạn. Bạn có thể là tạo ra một sản phẩm, hai sản phẩm, ba sản phẩm. Ví dụ chỗ này mình sẽ chèn bên trong cái khối này một cái thẻ. Ha. Bạn có thể chèn bên trong cái khối này một cái thẻ và một cái ảnh. Ví dụ như vậy, giống như cái cấu trúc mà thầy làm lúc nãy. Được chưa? Ví dụ cái này mình sẽ đặt nó bên trong một cái thẻ H2. Và phía dưới này bạn sẽ đặt nó vô một cái thẻ image, là một cái ảnh. Bây giờ chúng ta sẽ tổ chức cái cấu trúc ở bên trong buổi 4 này. Mình sẽ thêm một cái folder là image. Được chưa? Ở phía trên là CSS, ở phía dưới là một cái thư mục image. Như vậy thì mình sẽ mượn một cái email mà mình đã có ở bài trước. Ví dụ trong này chúng ta sẽ có thư mục code. Thầy sẽ mượn một cái Vue.js đi ha. TQ7 image. Rồi, thầy sẽ copy cái đối tượng này. Copy đối tượng này. Thầy bỏ qua cái thư mục của mình. Đây, image mình đã có ở đây. Avatar. Vậy bên trong mình sẽ có cái sụp chấm xịt. Mình có image, mình có avatar. Lưu lại. Mình ra cái code của mình xem nha. Đây, cái image size của mình quá lớn so với lại cái khung, đúng không? Như vậy thì cái chỗ image này mình có thể định nghĩa cái size ngay ở đây luôn, đúng không? Cái width của mình không biết là kích thước nhiêu là vừa. Mình cho kích thước là khoảng cỡ 60% so với cha. Đây, 60% so với cha. Hoặc là mình để kích thước là 80% so với cha. Mình chẳng biết cha nhiều. Cứ cha nhiều cho tôi 80%. Đó, được chưa? Kích thước của file ảnh 80% so với cha. Được không? Được không nào? Đó, như vậy thì các bạn thấy là file ảnh của mình đã có, đúng không nào? Rồi bây giờ mình sẽ có một cái thẻ dưới này là thẻ B, là có thông tin của mình. Ông mười giáo là ai ha? Thông tin của ông mười giáo ở đây là một cái thẻ B. Đó, một cái thẻ B. Đây, nó bị nhảy xuống dưới nè. Nó bị nhảy xuống dưới. Do cái độ lớn của mình ở bên CSS, mình để độ lớn là height của mình là cố định. Vậy chỗ này mình thay đổi là min height là 250. Còn max thì chưa biết. Max là phụ thuộc con của nó. Max là phụ thuộc con của nó. Cứ có thêm con từ nó đẩy ra. Còn min là ít nhất là thế này. Được không? Như vậy CSS của chúng ta rất là thần thánh các bạn nha. Các bạn đã tạo được cái khối giống vậy giúp thầy chưa? Và các bạn thử test giúp cho thầy ha.
test giúp cho thầy. Một bên là CSS, một bên là HTML. Đó, các bạn sẽ thử giúp như vậy cho thầy để coi code của mình nó ra như thế nào rồi. Các bạn mà làm được CSS này cực kỳ tuyệt vời, cực kỳ hay. Mà sau này các bạn học qua Bootstrap nữa là càng dữ nữa ha. Đó, CSS tạo một cái tạo một cái dự án ngay từ đầu. Tạo một cái dự án ngay từ đầu không có gì hết ha. Là ưu việt buổi 4 CSS image và cái trang HTML. Ngay từ đầu không có gì hết và chúng ta đã có kết quả giống như thế này. Được không? Đó, một cái thẻ ông mười giáo, một cái thẻ ở giữa thông tin, rồi có folder. Được chưa nào? Các bạn thử tạo giúp thầy nào. Cực kỳ tuyệt vời nha các bạn. Ha, các bạn nào mà chưa biết tạo từ đầu thì cái video này nó sẽ giúp cho các bạn tạo một cái dự án trong đó có CSS, có image và một cái file HTML để bạn gọi đến cái nội dung CSS cũng như email và image và các bạn có được cái kết quả như thế này. Được không? Rồi, cố gắng chúc các bạn thành công nha.